lợi dụng một số quân nhân vi phạm kỷ luật của quân đội, pháp luật của nhà nước, có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, vi phạm chuẩn mực đạo đức trong quan hệ cán binh, quan hệ quân dân, chấp hành mệnh lệnh không nghiêm, có sai sót trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, pháp luật để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, sức mạnh chiến đấu của quân đội, một số phần tử cơ hội, bất mãn chính trị và một số người có quan điểm đối lập với Đảng, nhà nước, quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, thiếu thiện chí với quân đội, đã viết bài, dàn dựng các video clip, các bài phỏng vấn rồi tung tin xấu, độc lên mạng xã hội, phản ánh sai sự thật, cốt để nói xấu cán bộ, chiến sĩ quân đội, bôi đen hình ảnh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xuyên tạc lịch sử truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Lịch sử gần 80 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta đã nói lên điều tâm huyết, sâu sắc ấy là minh chứng sinh động nhất, thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu coi thường, mọi quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc phẩm chất, sự tin cậy, lòng trung thành tuyệt đối của quân đội ta đối với Tổ quốc, đối với Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Minh chứng sinh động nhất để bác bỏ mọi quan điểm sai trái, luận điệu quân đội xa dân là kết quả thực hiện công tác dân vận của quân đội. Chỉ tính riêng năm 2023, toàn quân đã tổ chức hàng nghìn tổ đội công tác tăng cường cho cơ sở, ngày đêm bám nắm địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cho gần 300 xã đặc biệt khó khăn ở các địa bàn, vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo. Hàng năm, bộ đội biên phòng thường cử hơn 300 cán bộ tăng cường cho các xã biên giới, nhiều đồng chí được đảm nhiệm chức danh chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó, có nhiều xã chuyển biến tốt, cái xấu, cái nghèo đã từng bước được đẩy lùi, khắc phục hiệu quả, bọn xấu, nạn cờ bạc, ma túy đã được khắc phục căn bản. Cùng với đó, các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức tốt nhiều hoạt động chăm sóc người có công, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ giống vốn, tư liệu, công cụ sản xuất, tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật canh tác nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng các công trình dân sinh cho nhân dân. Cùng với nhân dân, tham gia hiệu quả việc xây dựng thế trận lòng dân, khu vực phòng thủ vững chắc, tuyên truyền, giúp nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu. Nhiều mô hình công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của quân đội đã mang lại hiệu quả thiết thực, đó là hành trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hũ gạo vì người nghèo, bò giống giúp người nghèo biên giới, áo ấm tặng người nghèo nơi biên giới, trái tim cho em, gắn kết giữa hộ gia đình người Kinh với hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số. Luận điệu quân đội xa dân, quân đội hại dân đã bị thực tiễn bác bỏ, không thể lừa bịp, phá hoại mối tình đoàn kết quân dân, một tài sản tinh thần vô giá của quân và dân ta.